Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tắm cho chó con hoặc là kể cả là chó to. Ok, đây là Siro. Thì hầu hết là chúng ta tắm cho chó, cái điều chúng ta ngại nhất là sau khi tắm con chó nó sẽ bị ho hay là bị cảm. Đấy là bởi vì chúng ta chưa biết cách để mà làm cho con chó nó thích nghi với lại cái sự thay đổi nhiệt độ. Thường thường chúng ta hay gọi là sốc nhiệt đấy. Trời mà đang nóng mà chúng ta tắm cho con chó là sẽ rất dễ bị ho, hoặc là trời lạnh cũng thế. Thế đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách tắm cho một con chó từ đầu đến cuối. Ok. Dùng cái này có thể dùng nhiều thứ, để con chó nó quen với lại cái thay đổi nhiệt độ, nước thì nó mát, thì chúng ta sẽ phải nằm ướt bốn chân của con chó trước. Chứ chúng ta không được đi thẳng vào người cho nó đâu nhé. Làm ướt hai chân trước và cái nách của nó luôn này. Rồi xong đến hai chân sau. Cái nhiệt độ cơ thể của con chó nó rất là cao, nó cao hơn nhiệt độ của người đến 2 độ đấy. Thường thường là nếu mà với chó con thì nhiệt độ của nó khoảng 39 độ. Đó là khi con trời nó đang nóng hoặc là con chó nó vừa mới vận động xong thì nhiệt độ nó còn tăng lên cao hơn. Nếu mà chúng ta ngay lập tức mà chúng ta làm ướt người nó thì con chó nó sẽ bị sốc nhiệt đấy. Sau khi làm ướt bốn chân thì làm ướt cái phần một. Khi mà chúng ta cho nó quen dần với cái sự thay đổi nhiệt độ như thế này thì nó đảm bảo an toàn cho con chó 100%. Kể cả con chó của mình mà nó có đang ốm đang ho mà mình mà tắm cho nó cũng không có ảnh hưởng, mình không làm cho cái việc ốm ho của nó nặng thêm. Cái việc mà con chó sau khi tắm xong nó bị ho, nó bị ốm ấy, không phải là vì bởi vì chúng ta tắm cho nó lâu hay là tắm cho nó nhanh, mà vì cái cách mà chúng ta cho nó tiếp xúc, cho nó thay đổi nhiệt độ. Đây, sau khi đã xong chân với bụng rồi thì nó đến làm ướt phần người, sẽ làm ướt từ mông làm ướt lên. Nào, Siro ngồi xuống. Ok. Bước đầu nè. Phần đầu thì nhẹ nhàng thôi.
kia. Ok. Khi mà đã quen rồi thì chúng ta phối nước như thế nào cũng được. Để lúc đầu là phải từ từ cho con qua nào mà phát hoàn toàn lòng người cho nó được. Còn nếu mà đã để cho chúng nó có thời gian quen như thế này rồi thì các bạn muốn tắm bao lâu các bạn phải, chứ không phải là vì tắm lâu mà rồi làm ra thả lỏng ra làm xuống để hút thuốc dầu gội. Vì tắm lâu hay là tắm nhanh mà chúng nó bị ho đâu, mà nó bị ho là nó bị ngay từ đầu. Cái việc chúng ta cho nó quen với cái nhiệt độ nhanh hay là chậm cũng là cái vấn đề. Không yên rồi tắm thật kỹ, bởi vì nó sẽ không bị làm sao cả. Không có phải là vì tắm lâu mà nó không có bị ho đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Thì chúng ta cũng thấy nha,
Đây thì người con chó nó đang ở mà cái sự thay đổi nhiệt độ nó cũng không có e ngại như là cái lúc đầu, nhưng tốt nhất an toàn thì chúng ta cũng từ từ, bởi trong người con chó nó nóng mà. Rồi không cần phải đến mức kỹ lưỡng lắm về cái thời gian, nhưng mà vẫn nên chỉ qua bốn chân nó trước, rồi sau đấy là chỉ trên người thì sẽ nóng sạch nha. Chỉ cái người thì vẫn chỉ đuôi chỉ lại, không nên chỉ đầu đâu, bởi vì nội tạng của nó thì nó ở trên phần ngực nhiều, để nó từ chân lên đi chỗ nào người mình mà cho nó quen nhiệt độ là làm mát từ chân trước đó, chứ không ai làm mát từ bên trên vai xuống cả. Yeah. Cái làm gì anh? Em sao hoa chủ động đứng dậy để chị sạch bụng đó. Chị sạch phần còn lại. Xịt nước nhẹ để nó không bị bắn nước vào mũi với lại vào tai, còn nó không nước nó có vào mũi thì cũng không vấn đề gì cả, nó tặng khí để thôi. Chỉ nhớ là khi nước nó vào mũi thì lần sau thì cái khu vực đầu này con chó sẽ sợ. Lau khô thì quan trọng nhất là lau phần sống lưng. Đây, các bạn có thể mua cái khăn này, còn là cái khăn gọi là khăn bọt biển siêu thấm. Gần như là lau xong là nó sẽ khô luôn. Lau thì phải lau khô toàn thân, nhưng mà quan trọng nhất là phần lưng. Đã, đứng lên nào, xíu rồi. Con mà không thể tắm cái phần mặt của chúng nó thì có thể lau người xong rồi khăn ẩm rồi lau mặt cũng được. Thế này là coi như là tạm được rồi.